Đi xem phim Thảo ơi. Ok luôn, lâu lắm mới có người rủ đi xem phim. Outfit thì chọn nhẹ nhàng đơn giản thôi nhá. Một em bút sắm 2 năm rồi nhưng mà vẫn đồng hành trong mọi cuộc chơi nè. Hello. Outfit mà 100% học sinh Việt Nam đã từng mặc. Phối đồ đi học chỉ với. Thường thì Tu sẽ chọn áo phông đơn giản vì nó đẹp, basic và dễ phối đồ. Gần đây miền Bắc đã ấm hơn nhưng mà Tu vẫn thấy hơi lạnh nên là Tu sẽ mặc với áo giữ nhiệt ở bên trong, phối với quần tây ống rộng. Thế là chuẩn style nữ sinh Trung Quốc đi học rồi ấy nhá. Còn đơn giản hơn nữa, các bà phối áo phông với quần jean ống rộng là được rồi. Hoặc nếu ở nhà đi chơi thì có thể mặc dấu quần nha. Thử mua áo phông của local brand dưới 200 cành với kết quả là rồi sau cơn mưa vẫn đứng chờ anh biết đi về. Mọi người thì hôm nay tình trạng sức khỏe không được tốt nên là em chỉ lên một video thôi nha. Thì cái video này em sẽ làm một cái outfit để cho mọi người đi chơi ngày 8 tháng 3 nhá. Thì outfit này khá là đơn giản, một cái chiếc sơ mi basic mix với một quần tây trắng nha. Thì cái này là nguyên set của nó rồi nên là mọi người cũng dễ phối thôi, mua nguyên set về là mang thôi và phối thêm phụ kiện nữa là ok nhá. Thì bây giờ mọi người cùng ngắm nhìn cái outfit đầy đủ của ngày hôm nay của em Thắm nha. Mình tìm được cái set này làm đồ nhóm với tụi bạn hoặc làm đồ đôi với người yêu đi biển ok lắm á. Bộ màu xanh thì mình đặt cho người yêu, còn màu trắng là của mình nè. Mình đặt cả set sẽ gồm áo sơ mi và quần đùi luôn. Mọi người có thể đặt lẻ áo hoặc là lẻ quần nha. Cái họa tiết của vải nhìn hay ho nhở. Chiếc vải khá dày dặn nhưng mà hơi cứng một chút. Mình nghĩ là giặt vài lần thì vải sẽ mềm hơn đấy. Quần cạp chun và có dây rút nha. Form áo này khá rộng và có nhiều size nên là cả nam và nữ thì đều mặc được thoải mái luôn. Mọi người có thể mặc cả set giống như mình hoặc là mặc kèm áo thun cũng được nhá. Nếu như mà không phũ đến mức mà nói em này đắt thì mình mong là brand này có thể giảm giá cho sản phẩm áo khoác này. Hôm nay thì mình có thử trải nghiệm một mẫu áo khoác nhờ Black Monkey. Mong là mình đọc đúng tên brand này. Thì đây là một chiếc áo khoác gió. Chất liệu của em này là chất vải dù. 1m63 thì mình lựa chọn size M nha mọi người. Chất liệu gió được brand này sử dụng khá là dày dặn. Mùa hè mình rất là thích mặc những chiếc áo như này kiểu nắng mưa thất thường ấy. Áo này sẽ có hai lớp nha. Cúc mà brand này sử dụng là hàng cúc bấm. Như này khá là tiện cho việc mà mặc vào rồi cởi ra. Hình như brand này còn quên của mình cái túi. Nhưng mà không sao, mình cũng không lấy cái đấy làm gì cả. Lý do mà mình mong muốn brand có thể giảm giá cho sản phẩm này bởi vì là trong cái thiết kế nó khá là đáng yêu ý, nên là sẽ phù hợp với bạn nào đang đi học. Vậy nên nếu mà có thể thì Ren hãy giảm một chút. Như vậy thì mình sẽ thấy ok hơn. Còn áo này thì ổn rồi nha mọi người ơi. Nay thì bọn trên đủ đợt thử mấy quần hầm hố của các anh. Bạn nào ở đây mà thích mặc quần ống rộng mà cạp phải chun thì đây, mình thấy rất là nhiều anh chị review đánh giá chiếc quần này là một chiếc quần quá rẻ. Nhưng không, mình không dùng từ này mà mình dùng từ siêu siêu rẻ. Tại vì cái chất của nó khi mà cầm vào tay thì nó dày dặn hơn rất là nhiều so với những cái quần mà trước đấy mình unbox. Hơn nữa thì em này có một cái ưu điểm tích hợp, đó là cạp của nó là cạp chun, nên là trời ơi, eo bao nhiêu cũng vừa luôn các bạn ạ. Màu của nó trông perfect hơn rất là nhiều khi mà xuất hiện ở dưới nắng. Form quần làm rất là xuất sắc, kiểu che được bắp chân to, đùi to ui. Đây nhìn cái cạp nó sẽ như này. Có dáng ok chưa? Có một vấn đề duy nhất, đó là size nhỏ nhất là size M, là mấy bạn nấm lùn chắc là khóc thét mất, nhưng mà thích thì đi cắt cũng được nhá. Ok, thế thôi.